32. Phẩm công đức. Bấy giờ, chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh trong tam thiên đại thiên thế giới đồng thanh thưa với trời Đế Thích: Thưa đại tiên, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, cần phải thọ trì, cần phải đọc tụng, cần phải tinh tấn, siêng năng tu học, cần phải suy nghĩ đúng lý, cần phải cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, vì cớ sao? Thưa đại tiên, vì nếu thọ trì, đọc tụng, tinh tấn, siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa như thế, thì khiến cho tất cả ác pháp tổn giảm, thiện pháp tăng thêm, cũng khiến cho tất cả chúng trời tăng thêm ích lợi. Các a tố lạc tổn giảm, cũng khiến cho Phật nhãn, Pháp nhãn, tăng nhãn chẳng diệt, cũng khiến cho tất cả hạt giống Phật Pháp tăng chẳng dứt. Thưa đại tiên, phải biết do hạt giống tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên thế gian mới có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc có nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc có bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc có tất cả môn tam ma địa, môn đà la ni, hoặc có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc có quả dự lưu cho đến quả A-la-hán, hoặc có độc giác bồ đề, hoặc có hạnh đại bồ tát, hoặc có vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy, thưa đại tiên, đối với bát nhã ba la mật đa đây, phải nên thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích rằng: Này Kiều Thi Ca, đối với bát nhã ba la mật đa đây, ông nên thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì nếu A Tố Lạc và đồng đảng của họ nghĩ như vậy, chúng ta phải giao chiến với quân của trời Đế Thích. Khi ấy chư thiên quyến thuộc các ông đều nên trí thành tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì tức thời A Tố Lạc và các bè lũ ác khởi tâm xấu liền bị tiêu diệt. Này Kiều Thi Ca, nếu khi năm tướng suy các thiên tử hoặc các thiên nữ hiện ra, tâm họ kinh hoàng sợ đọa ác thú, thì chư thiên quyến thuộc các ông nên đứng trước kẻ ấy trí thành tụng niệm bát nhã ba la mật đa như thế. Khi ấy thiên tử hoặc thiên nữ kia nghe bát nhã ba la mật đa này, vì sức căn lành đối với bát nhã ba la mật đa đây sanh lòng tịnh tín, nên năm tướng suy ẩn mất, thân ý thư thái, nếu mạng chung thì sanh trở lại bản xứ, hưởng sự giàu sang vui thú của cõi trời gấp bội hơn trước. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì nghe và tin bát nhã ba la mật đa nên công đức uy lực rất rộng lớn vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân hoặc các thiên tử và các thiên nữ đã một lần nghe qua bát nhã ba la mật đa sâu xa đây, nhờ sức căn lành này nên quyết định sẽ lần lượt chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật và các đệ tử đều học bát nhã ba la mật đa như thế, chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề vào cõi vô dư y niết bàn. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa như thế thu nhiếp tất cả pháp phần bồ đề, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp bồ tát, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp thanh văn đều được thu nhiếp trọn vẹn đầy đủ. Bấy giờ trời Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là vua tất cả chú, tối tôn tối thượng,